Mới đây, đoạn video nhá hàng chương trình Gamsung Camping đã nhanh chóng gây sốt cộng đồng mạng. Cụ thể, trong chương trình tuần này, nữ diễn viên Lee Min Jung đã đến làm khách mời, chia sẻ nhiều tâm sự về công việc cũng như gia đình. Mỹ nhân vườn sao băng tiết lộ về chuyện tình của mình với ông xã Lee Byung Hun từ những ngày hẹn hò cho đến khi đã về chung một nhà. Cô chia sẻ lý do quyết định kết hôn với tài tử quyền lực vì tôi nghĩ sẽ không bao giờ tìm được một tình yêu khác như thế này. Tình yêu chính là lý do duy nhất khiến Lee Min Jung luôn ở bên ông xã qua bao biến cố, thậm chí tha thứ cho anh sau vụ ngoại tình chấn động. Cô tiểu thư nhà giàu có xuất thân cực khủng. Lee Min Jung là mỹ nhân xinh đẹp đình đám của màn ảnh Hàn Quốc, nổi lên nhờ vai diễn cô tiểu thư nhà giàu, hôn thê của nam chính trong siêu phẩm đình đám Vườn Sao Băng, cùng loạt phim Trung Tâm Mai Mối, Wonderful Radio, Big, Cunning Single Lady, Comeback Mister. Thế nhưng tên tuổi và danh tiếng cô lại gắn liền với người đàn ông duy nhất của cuộc đời cô, tài tử Lee Byung Hun, cũng bởi vì một chữ yêu. Lee Min Jung sinh năm 1982, bắt đầu bước chân vào làng điện ảnh từ năm 17 tuổi. Nhìn vào con đường nghệ thuật, sự nghiệp của cô, không ít người cho rằng cô may mắn lấy được tài tử quyền lực và giàu có bậc nhất xứ Kim Chi. Song trên thực tế, nữ diễn viên vốn đã là tiểu thư ngậm thìa vàng, sinh ra trong một gia đình khá giả. Ông của Lee Min Jung là Park No-su, một trong những danh họa hàng đầu Hàn Quốc. Trong Vườn Sao Băng, nữ diễn viên thủ vai cô tiểu thư nhà giàu, thừa kế cả một gia sản và ở ngoài đời, Park Min Jung cũng vậy. Không chỉ có người ông là danh họa hàng đầu, cô còn có bố mẹ giàu có và thành đạt. Bố của nữ diễn viên là CEO một công ty quảng cáo lớn, mẹ là nghệ sĩ piano. Ngay từ khi mới chào đời, cô đã sống cuộc sống nhung lụa trong căn biệt thự trị giá 3,8 tỷ won, khoảng 72,2 tỷ đồng. Sinh ra trong gia đình giàu có, không có gì ngạc nhiên khi ngay từ nhỏ, Lee Min Jung đã được tạo điều kiện tiếp xúc với nghệ thuật. Người đẹp Vườn Sao Băng từng theo học chuyên ngành sân khấu tại trường đại học Sung Kyung Wan danh tiếng trước khi gia nhập làng giải trí. Nền tảng vững chãi học vấn và gia đình đã là bệ phóng vững chắc để Lee Min Jung tiến bước trong làng giải trí. Với sắc vóc vượt trội, gương mặt đẹp kiêu sa, thần thái sang chảnh, Lee Min Jung thậm chí còn được gọi là Kim Tae Hee thế hệ tiếp theo. Tuy nhiên, không ỷ lại vị thế của mình, người đẹp chọn con đường tự nỗ lực vươn lên bằng chính đôi chân. Ban đầu, khả năng diễn xuất của Lee Min Jung không được đánh giá cao, nhưng cô đã luôn cầu toàn, chịu khó, chăm chỉ cải thiện năng lực và chiếm được lòng yêu mến từ khán giả. Năm 2009, cái tên Lee Min Jung trở nên hot sình sịch khi diễn vai tiểu thư nhà giàu Ha Jae-kyung, hôn thê của nam chính Gu Jun-pyo, Lee Min-ho trong siêu phẩm Vườn Sao Băng. Nhan sắc xinh đẹp, cá tính thú vị cùng nét diễn xuất tương tự đã khiến cái tên Lee Min Jung nhanh chóng vụt sáng, thành nữ minh tinh được nhiều người săn đón. Thừa thắng xông lên, sau thành công của Vườn Sao Băng, Lee Min Jung liên tục góp mặt trong nhiều bộ phim từ truyền hình đến điện ảnh. Với vai diễn trong Trung Tâm Mai Mối vào năm 2010, Lee Min Jung thậm chí còn thắng giải nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải Rồng Xanh danh giá. Danh hiệu này đã ghi nhận sự thành công của Lee Min Jung sau hơn 10 năm lăn lộn trong làng giải trí, tự bước trên đôi chân mình, không dựa vào gia thế gia đình. Lý do duy nhất khiến Lee Min Jung ở bên Lee Byung Hun. Có sự nghiệp thành công, thế nhưng khi nhắc đến Lee Min Jung, người ta vẫn thường chỉ nhắc đến cô cùng ông xã Lee Byung Hun mà thôi. Quả thật, cuộc đời Lee Min Jung đã hoàn toàn bước sang trang khác khi cô kết hôn cùng tài tử quyền lực nhất nhì Hàn Quốc, Lee Byung Hun, theo chiều hướng hạnh phúc thêm cũng có, mà đau buồn hơn cũng có nốt. Mới đây, khi xuất hiện trên chương trình Gamsung Camping, nữ diễn viên 38 tuổi đã có dịp tâm sự, chia sẻ về mối tình và cuộc hôn nhân với người đàn ông duy nhất trong đời cô, tài tử Lee Byung Hun. Lee Min Jung nói, lý do khiến cô quyết định kết hôn với tài tử quyền lực, vì tôi nghĩ sẽ không bao giờ tìm được một tình yêu khác như thế này. Quả thật, tình yêu là điều duy nhất đã giúp Lee Min Jung luôn ở bên ông xã qua bao biến cố, trải qua một chuyện tình dài, về chung một nhà và thậm chí là tha thứ cho scandal ngoại tình chấn động của chồng. Lee Min Jung và Lee Byung Hun lần đầu gặp nhau vào năm 2006 khi cùng hợp tác đóng quảng cáo. Ở thời điểm đó, Lee Byung Hun là tài tử quyền lực hàng đầu, là ông hoàng giàu có, danh tiếng đã vượt xa khỏi lãnh thổ Hàn Quốc từ lâu. Trong khi đó, Lee Min Jung mới là cô diễn viên chưa mấy tên tuổi. Thế nhưng, trái tim họ đã rung động vì nhau và bắt đầu hẹn hò trong bí mật. Tuy nhiên, chuyện tình này chẳng kéo dài được lâu. Ở thời điểm đó, những lịch trình bận rộn cùng khoảng cách đã đẩy họ ra xa. Cặp đôi đành chia tay vì Lee Byung Hun không muốn làm vật cản trên con đường sự nghiệp của bạn gái. Tuy nhiên, dường như định mệnh của họ là thuộc về nhau, Lee Byung Hun là tài tử đào hoa bậc nhất, từng công khai hẹn hò Song Hee Kyo cùng một người phụ nữ tên Kwon Mi Yeon, vướng tin đồn với loạt mỹ nhân đình đám Kim Tae Hee, Choi Ji Woo,
Yoon Eun Hee, Han Hyo Joo, Kim Min Hee nhưng chưa bao giờ anh hết nhớ về Lee Min Jung. Năm 2011, cặp đôi tình cờ gặp lại nhau tại một lễ trao giải. Tại đây, nam tài tử đã chủ động tương tác với mỹ nhân vườn sao băng. Tình cũ không rủ cũng đến. Trong thời gian đó, Lee Byung-hun tới Mỹ quay phim G.I. Joe 2 và anh tiết lộ mình luôn nhớ về cô bạn gái cũ, thậm chí mơ thấy cô trong lúc ngủ. Năm 2012, cặp đôi chính thức tái hợp và công khai hẹn hò. Đến năm 2013, Lee Byung-hun, Lee Min-jung quyết định kết hôn, tổ chức đám cưới hoành tráng, quy tụ dàn khách mời toàn những ngôi sao hàng đầu K-pop. Nhiều người tưởng cặp đôi chỉ vừa mới hẹn hò, tuy nhiên thực tế là họ đã yêu nhau từ rất lâu. Cặp đôi vàng được người người nhà nhà chúc phúc. Những tưởng hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi, ngờ đâu chỉ một năm sau khi kết hôn, sóng gió đã ập đến cuộc hôn nhân. Tháng 8 năm 2014, tròn một năm sau ngày cưới, Lee Byung-hun bất ngờ báo cảnh sát tố cáo nữ idol Dae-hee là người mẫu Lee Ji-yeon tống tiền anh 5 tỷ won, khoảng 97 tỷ đồng. Tuy nhiên, nguyên nhân của vụ tống tiền này mới là điều công chúng chú ý nhất. Chính Lee Byung-hun đã tự tay bóc phốt bản thân để lộ hành động ngoại tình gạ gẫm hai cô gái này. Theo kết quả điều tra, Lee Ji-yeon và Dae-hee lần đầu gặp nhau vào ngày 1 tháng 7 năm 2014 thông qua sự kết nối của một người bạn chung. Sau vài lần gặp gỡ tiệc tùng, Lee Ji-yeon và Lee Byung-hun được cho là đã bắt đầu mối quan hệ ngoại tình, thường xuyên qua lại ở nhà riêng của nữ người mẫu tại Gangnam, Seoul. Đến tháng 8, nam tài tử quyết định chấm dứt mối quan hệ này và điều đó khiến Lee Ji-yeon tổn thương, lên kế hoạch tống tiền Lee Byung-hun bằng đoạn ghi âm dài 3 phút, tràn ngập những lời lẽ thô tục khiêu dâm. Dân mạng cũng đã nhanh chóng đào lại trang cá nhân của Lee Ji-yeon và phát hiện ra cô từng nhiều lần đăng tải những hình ảnh món quà mà cô nhận được từ nhân vật bí mật có tên Bi, biệt danh Lee Santa. Tờ Dispatch sau đó còn tung ra loạt tin nhắn tán tỉnh, gạ gẫm giữa Lee Byung-hun và Lee Ji-yeon. Bê bối này khiến công chúng không khỏi bất ngờ và phẫn nộ vì không ai ngờ một tài tử hàng đầu lại có thể ăn vụng không chùi mép sau lưng vợ như thế. Đáng nói vào thời điểm đó, Lee Min-jung đang mang thai con đầu lòng. Ngay sau khi scandal nổ ra, nữ diễn viên đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Bị chồng phản bội khi mang thai con đầu lòng, quả thật chẳng còn gì có thể đau đớn hơn thế. Vụ scandal tai tiếng đã khiến Lee Byung-hun bị công chúng ném đá, tẩy chay dữ dội. Tài tử sau đó đã cúi đầu công khai xin lỗi công chúng, viết thư tay xin lỗi vợ với hy vọng được cô trao cho cơ hội chuộc lại lỗi lầm. Trước sự chân thành của chồng, Lee Min-jung đã bao dung tha thứ cho anh. Quyết định của cô khiến nhiều khán giả bất ngờ. Nhiều người cho rằng cô thiếu tỉnh táo, kẻ mỉa mai cô chỉ cố gắng vì khối tài sản khổng lồ. Nhưng tình yêu mới là lý do duy nhất giúp nữ diễn viên đưa ra quyết định không mấy người làm được như vậy. Chính tình yêu cũng là điều hàn gắn gia đình cô, đưa người chồng bất kham trở về quỹ đạo vốn có là người đàn ông của gia đình. Con trai của cặp đôi chào đời vào năm 2015, Lee Byung-hun cũng đã thay đổi khá nhiều sau bê bối ngoại tình và dần lấy lại được cái nhìn thiện cảm từ công chúng. Dù rất bận rộn, nhưng tài tử họ Lee vẫn cố gắng thu xếp khoảng thời gian dành cho gia đình, thường xuyên đưa vợ con đi du lịch, chăm sóc cho con trai nhỏ. Sau bao sóng gió, tình cảm giữa Lee Byung-hun, Lee Min-jung ngày càng bền chặt. Điều đó thể hiện qua những hình ảnh gia đình hạnh phúc và ánh mắt họ trao nhau. Người đẹp vườn sao băng giờ đây cũng không còn ngại ngần mà luôn dành những lời có cánh cho ông xã trên truyền hình. Mỗi khi Lee Min-jun đóng phim mới, Lee Byung-hun đều đến tận phim trường ủng hộ vợ và chính cô đã từng chia sẻ nam tài tử đã làm việc nhà, chăm con khi cô bận đóng phim. Giờ đây cặp đôi thoải mái tình tứ nắm tay nhau đi dự sự kiện cũng như xuất hiện tại nơi đông người. Tất cả cũng vì chữ yêu. Vì tình yêu mà Lee Min-jung mới có thể bao dung độ lượng cho những sai lầm của chồng như thế. Không bao giờ có một tình yêu khác thế này. Hy vọng Lee Min-jung đã chọn được đúng tình yêu và những ngày sau sẽ chỉ là hạnh phúc êm đềm, xứng đáng với tình yêu của cô mà thôi.